làm con người với những thân phận yếu đuối mỏng giòn tội lỗi, là con người với kiếp sống mưu sinh cơm áo gạo tiền, là con người phải đối diện với cả ốm đau bận tật, những khó khăn nặng nề. Nhưng mà chúng ta tin đi, trong những lúc chúng ta khó khăn, trong những lúc mà chúng ta vất vả, trong những lúc mà chúng ta có thể đối diện với cả đau ốm bận tật, đó không phải là sự thất bại và đó cũng không phải là một sự thua cuộc. Nhưng nếu mà chúng ta biết thánh hóa thì tất cả những đau khổ vất vả nó lại là trở nên cái giờ phút vinh quang. Xin chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho bà trùm Teresa với những yếu đuối còn đó, thiếu sót tội lỗi, thì nhờ những hy sinh của người còn sống của chúng ta, bà trùm Teresa được thanh tẩy mọi tội lỗi mà được ban phần thưởng nước thiên đàng. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, Thầy nói với các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó chết đi thì sẽ sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Thầy hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu thì người phụng sự Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Thầy, Cha sẽ tôn vinh người ấy. Bây giờ tâm hồn Thầy xao xuyến và biết nói gì. Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin hãy tôn vinh danh Cha. Lúc đó từ trời có tiếng phán rằng: Ta đã tôn vinh danh Ta, và Ta còn tôn vinh danh Ta nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Cha, xin hãy tôn vinh danh Cha. Quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu tôn vinh Chúa Cha. Và chúng ta có thể cảm nghiệm và thấy được rằng Chúa tôn vinh Chúa Cha không phải trong các phép lạ, hay trong cuộc biến hình, hay trong quyền uy cao cả, mà chính giây phút Chúa chịu chéo trên cây thập tự giá, chính cái lúc mà Chúa chết một cách nhục nhã, đau thương, tủi hờn, là lúc mà Chúa tôn vinh Thiên Chúa Cha. Đó là cái suy nghĩ và là đường lối của Chúa hoàn toàn khác với con người. Chúa Giêsu tôn vinh Chúa Cha trong cuộc thập tự, trong cái chết của Ngài, là bởi vì sức mạnh và tình yêu của Thiên Chúa Cha ở cùng Chúa Giêsu, để mà Ngài có thể đón nhận cuộc thương khó và vượt qua được sự chết để đến vinh quang. Hay chúng ta có thể nói một cách khác, chỉ có khi Chúa Giêsu chết thì nhân loại con người mới được cứu, và chỉ khi Chúa Giêsu chết con người nhân loại mới được sống. Và đó chính là cái quyền năng mà Thiên Chúa Cha có thể làm được nơi Chúa Giêsu, và qua cái chết của Chúa Giêsu tất cả mọi nhân loại con người có thể nói một cách cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, và vinh quang của Thiên Chúa lúc đó mới được tỏa rạng. Quý bà anh chị em, muốn trải qua được một cái kiếp nạn và trải qua được những khó khăn, Chúa Giêsu phải kết hợp với Chúa Cha từng ngày từng giờ. Và để nói như Chúa phán cùng các môn đệ: Ngài là hạt lúa mì được Chúa Cha gieo vào lòng đời, và hạt lúa mì đã mục nát,
thối rữa và chết đi. Để từng hạt lúa mì chết, thối rữa không phải tan đi theo cát bụi, nhưng từ đó một mầm sống bất diệt đã nảy sinh và trở thành một cây to bóng cả cho tất cả những ai tháp nhập vào sự sống, sự chết của Đức Kitô thì cũng được sống lại như Ngài. Chúa Giêsu là hạt lúa mì tinh tuyền và mẫu mực. Là như vậy, Ngài chịu trăm ngàn những khó khăn, cay đắng vất vả và nghiền nát cho đến độ mà có thể trở thành tấm bánh để bẻ ra nuôi sống mọi người. Và chỉ qua cái chết của Chúa Giêsu, hạt lúa mì của Ngài mới được nghiền nát một cách thật là rõ nét và tan nát. Để rồi Chúa chịu chết, để rồi cuộc khổ hình thập tự, Chúa trở nên tấm bánh nuôi sống mọi người. Cuộc khổ hình thập tự, cái chết của Chúa Giêsu mở ra một chân trời mới, giải thoát tất cả những ai đang sống trong đau khổ, trong tội lỗi, đặc biệt là trong ốm đau bệnh tật, mà tất cả muôn loài nhân loại con người không thể lý giải được cái sự đau khổ từ đâu mà đến và giải thoát như thế nào. Cái chết của Chúa Giêsu, hạt lúa mì tinh tuyền được nghiền nát ra và chôn vùi trong lòng đất, đã mở ra tất cả mọi ý nghĩa khi mà Chúa Giêsu sống lại. Và sự sống lại của Chúa đem lại cho vinh quang Chúa Cha muôn ngàn đời. Muôn ngàn đời chúng con cảm tạ Chúa. Chúng ta trở lại hai điều. Thứ nhất, với lễ an táng của bà trùm Teresa, chúng ta có thể nói một cách nào đó, bà trùm Teresa cũng là một hạt lúa mì Thiên Chúa gieo vào lòng đời này. Dĩ nhiên trong một gia đình, trong một thế giới thu nhỏ, trong bổn phận làm con Chúa, làm con người, hạt lúa mì Teresa cũng phải đi vào một cái kiếp sống và trải qua cuộc đời cũng như Chúa Giêsu vậy, với những khó khăn, những đắng cay, những thăng trầm của cuộc sống. Nhưng mà những lúc như vậy là những lúc bị nghiền nát ra, bị thối rữa, đặc biệt trong cái cơn đau bệnh tật cuối đời, đau đớn lắm. Có lẽ nhiều người trong dân làng Báo Đáp cũng đã từng chứng kiến, và thậm chí trong gia đình mình cũng đã từng có những người đi qua cuộc đời với cái cơn bạo bệnh này, thì sẽ hiểu được cái nỗi đau và sự dày vò thể xác. Nhưng mà chúng ta tin đi, cũng như bà trùm Teresa, không phải như vậy là tan biến để rồi mất hút trong không gian. Chịu trăm ngàn khó khăn đắng cay từ trong đời sống gia đình, làm vợ, làm mẹ, làm bà, làm con cái Chúa, với cơm áo gạo tiền đã là một. Đối diện với cơn bạo bệnh, đó là những cái lúc mà bị nghiền nát ra, bị thối rữa ra và bị chết đi. Nhưng không phải là hết, mà là noi gương Chúa Giêsu, tháp nhập vào hạt lúa mì Giêsu, bà cũng sẽ trở nên tấm bánh tinh tuyền, ngon lành cho gia đình, cho chồng, cho các con thân yêu và cho mọi người. Nhất là những lúc mà nằm trên giường bệnh, những đau khổ đó để được thánh hóa lên thành của lễ hy sinh thật đẹp, như Chúa Giêsu đã từng thánh hiến cuộc khổ nạn của Ngài làm lễ vật cứu độ toàn thể nhân loại. Thì trong đau khổ, trong ốm đau bệnh tật, những của lễ đó bà Teresa dâng cho Chúa như của lễ được cầu nguyện cho gia đình, cho các linh hồn. Quý ông bà anh chị em, cái ý nghĩa
của đau khổ. Con người ta cảm thấy ngột ngạt nặng nề, nhưng cái giá trị vinh quang của nó không có thể so sánh được trong đau khổ. Người ta tưởng chừng là sự thất bại, nhưng Chúa Giêsu thất bại không. Mà chính lúc Chúa Giêsu chịu chết, chịu đau thương nhất là lúc Chúa Cha được tôn vinh. Bà trùm Teresa, những lúc đắng cay khó khăn vất vả, những lúc ốm đau thể xác, chỉ có quyền năng và sức mạnh của Chúa mới nâng đỡ bà và mới giúp cho bà hoàn tất cuộc đời dương thế này trong sự trung thành với Chúa đến giây phút cuối cùng. Và như vậy, phải chăng đó là vinh quang của Chúa chiếu tỏa trên con người của bà? Thứ hai, chúng ta trở về với cuộc sống chúng ta cũng vậy. Làm con người với những thân phận yếu đuối mỏng giòn tội lỗi, là con người với kiếp sống mưu sinh cơm áo gạo tiền, là con người phải đối diện với cả ốm đau bệnh tật, những khó khăn nặng nề. Nhưng mà chúng ta tin đi, trong những lúc chúng ta khó khăn, trong những lúc mà chúng ta vất vả, trong những lúc mà chúng ta có thể đối diện với cả đau ốm bệnh tật, đó không phải là sự thất bại và đó cũng không phải là một sự thua cuộc. Nhưng nếu mà chúng ta biết thánh hóa và noi gương giống như Chúa Giêsu, thì tất cả những đau khổ vất vả, kể cả ốm đau bệnh tật đó trong cuộc đời chúng ta, nó lại là trở nên cái giờ phút vinh quang của Chúa. Bởi chính con người yếu đuối của chúng ta làm được những điều vô cùng vĩ đại mà chỉ có quyền năng Chúa và ân sủng của Ngài mới có thể đỡ nâng chúng ta được. Còn những người bình thường ỷ vào sức mình thì khó mà vượt qua được. Thế nhưng mà người Công giáo vẫn chu toàn bổn phận, vẫn vươn lên, vẫn tràn đầy sức sống trong những đau khổ và bão táp của cuộc đời, là bởi vì tất cả mọi người chúng ta hiểu rằng chúng ta đang làm vinh danh Chúa. Hay nói đúng hơn, chúng ta được mời gọi để mà kết hợp với Chúa Giêsu đón nhận mọi khó khăn, mọi thương khó của cuộc đời này, để Thiên Chúa Cha qua đó được tôn vinh, và chúng ta cũng làm chứng cho cuộc khổ nạn của Chúa và quyền năng của Thiên Chúa đấng đã yêu thương, sáng tạo và cứu độ chúng ta. Nên tất cả mọi sự, không có gì là điều mà chúng ta không thể làm được bằng ơn của Chúa. Xin Chúa chúc phúc cho chúng ta. Xin chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho bà trùm Teresa với những yếu đuối còn đó, thiếu sót tội lỗi, thì nhờ những hy sinh của người còn sống của chúng ta, bà trùm Teresa được thanh tẩy mọi tội lỗi mà được ban phần thưởng nước thiên đàng.